Nghe chưa, nghe chưa thầy ơi? À, dạ vâng, nghe rồi anh chạy gì nhỉ? Em chạy bên thẩm mỹ, tiêm Chui siêu hay là chạy cho bản thân? chạy cho bản thân ạ. Hôm nay nè, vừa mới chạy quảng cáo à? Không, cái tài khoản này không biết tại vì sao lúc lúc mình tạo ấy, cái múi thời gian nó bị tính vào lúc 3 giờ chiều ấy, thành ra cái 3 À, giờ nó mới tính là một ngày. có BM chưa anh? Có con Bao giờ BM thì chuyển sang BM mà chạy, con tài khoản đã bị lệch múi giờ. Lệch múi giờ tức là bây giờ nó đang là 3 giờ buổi chiều của Việt Nam. Lệch múi giờ thì ví dụ như là nó là 3 giờ sáng của một cái nước khác thì lúc này nó không cắn tiền hoặc nó cắn rất chậm. Anh hiểu đoạn này không? Thì đây là do mình cài đặt lúc át thẻ, mình không chọn múi giờ, mình không đổi được nữa. bây giờ không đổi được nữa Đổi là chết tài khoản này, đổi là nó khóa cái tài khoản Minh Tuyết này lại và nó đẻ sang cái tài khoản khác. Hiểu chưa? Tức là nó bắt buộc phải đóng cái tài khoản này lại, xong nó đẻ sang cái tài khoản khác. Bọn này bây tôi giờ hiện chấp nhận 230 triệu rồi này. Cái gì anh? Anh hỏi gì? bây giờ mình phải chấp nhận là cái múi giờ phải để như thế à? Một là chấp nhận nguyên múi giờ này chạy. Hiểu chưa? Hai, chấp nhận xuất khẩu lao động con này, ông chuyển sang con BM khác này mà chạy. Xuất khẩu lao động thì chết con tài khoản này thôi, còn pết thì vẫn hoạt động như bình thường. Được Nhưng mà chưa? cái con này trước giờ mình chạy nhiều rồi thì mình thấy nó có ảnh hưởng gì đến cái thuật toán hay là cái ưu tiên của Facebook không? Chạy nhiều rồi á, chỉ ảnh hưởng cái là tốn tiền thôi. Một người nhìn thấy là 10 15 lần rồi này. Để anh nhìn nhá. Tổng số tiền anh chi tiêu 230 triệu. Nó chỉ được tiếp cận vỏn vẹn là 282.000 người. Trong khi hiển thị là 4 triệu lần, tức là mỗi người nhìn thấy là 15 lần. Gọi là hiếp dâm khách hàng. Thì Tiền mình ạ. cái Tức này cái mình số tiền hơn 200 triệu ở bên của anh nó trả cho cái này rất đắt. Đấy ạ. Thì con tài khoản này vào em xuất khẩu lâu rồi chứ không phải để như thế này nữa. Được chưa? Bởi vì tiêu nhiều, nhìn mình tiêu nhiều ấy, nó có tăng được cái lượt này lên đâu. Thì tiêu làm gì nữa? Được chưa? Cái số 2 tiêu nhiều ở đây thì nó lại là lệch múi giờ. Mẹ cái giờ bố mày đang thức thì mày mới tiêu. Bố mày đang ngủ thì này. Nó kiểu kiểu nó dở dở như thế. Tức nó lệch múi giờ hiểu không? Anh cứ thử yêu xa thì anh sẽ biết là lệch múi giờ nó như thế nào nhá. Vậy Đấy à. nhá. Tổng tệp khách hàng của mình đang là 100 thu thu nó lại 178.000 người. Tức là con tài khoản này hết công suất rồi đấy. Quá thôi. Tức là tiếp cận hết khách hàng quanh khu vực của mình rồi. Không tiếp cận được nữa. Thầy xem hộ em cái tài khoản thứ hai của em có cái tài khoản thứ hai trong Đợi em đợi chút xem cài đặt xem thế nào đã. Đây là múi giờ Thái Bình Dương này này. Đây này, giờ Thái Bình Dương thì chúng ta sẽ sọt xem là cái giờ Thái Bình Dương là bây giờ nó là mấy mấy giờ. Được chưa? Đấy, bây giờ nó 0 giờ sáng. Thì lúc này nó sẽ reset lại từ đầu, thì đấy là lý do vì sao chúng ta nhìn nhá. Đây là lý do vì sao hôm nay bây giờ là 3 giờ của Việt Nam. Mà bây giờ không cắn tiền hoặc là cắn một ít một giờ bắt đầu phân phối này. Bởi nó vừa reset mà. Hiểu không ạ? Cái việc chạy lệch múi giờ này nó có một cái ưu điểm ở trong phần tăng ngân sách. Tức là nếu các bạn chọn được cái múi giờ đúng vào 20 giờ tối bắt đầu nó phân phối mạnh ấy, thì lúc đấy tăng ngân sách thì lại mượt. Bạn chọn được cái múi giờ mà đúng 10 giờ sáng bắt đầu nó tiêu tiền mạnh ấy, thì lúc đấy lại mượt. Hiểu không ạ? Đấy, thì đây là múi giờ thì cứ hiểu đơn giản là tài khoản múi giờ, lệch múi giờ để tăng ngân sách vào khoảng thời gian vàng. Kiểu như thế, nhưng mà không nhất thiết cần phải làm như thế. Rồi. Hà Tĩnh này, 20 này. Như thế này cài đặt như này đúng rồi. Nhưng con tài khoản này thì tiêu quá nhiều tiền rồi. Cái lượt hiển thị nó cũng lặp lại quá nhiều lần rồi. Không còn cái gì nữa. Không có gì để mà làm nữa. Tôi đè nhá. Đây, chúng ta xem. Chi phí rẻ nhất đi xem nào. 300 nghìn này. TTR này. Đấy. Đây nhá, nhìn nhá. Ngày xưa em chạy quảng cáo rất hiệu quả. Thì ngày xưa CTR của em là 9%. Đấy, mình phóng to lên cho các bạn xem. Đấy, ngày xưa với ngày nay đây, nó sẽ có các chỉ số để mình so sánh. Đấy chưa? Ngày xưa em chạy thẩm mỹ hiệu quả lắm. Đấy, em chạy được 9%, giá mét em 40 mấy nghìn. Nhưng bây giờ em chạy không hiệu quả nữa. Nhìn bây giờ nhá. Hôm nay, hôm qua đi. Hôm qua. Đấy. Đấy. Mẹ bây giờ lên 200.000 một tin, 300.000 một tin. Thì bây giờ nhìn đi CTR chưa?
thì nó có sự thay đổi không? Rồi, ngày xưa em chạy quảng cáo hiệu quả lắm. Thế thì xem ngày xưa nhá, xem ngày xưa nhá. Ngày xưa CPM bao nhiêu? 88.000. Bây giờ em chạy không hiệu quả nữa. Bây giờ hôm qua 45.000. À, bây giờ thì giá thầu thì rẻ hơn, nhưng mà lại không có thằng nào xem quảng cáo. Thì bây giờ tiếp theo lại xem ngày xưa nhá. Ngày xưa em chạy quảng cáo hiệu quả lắm. Thì mình xem ngày xưa mình chạy cái gì mà lại hiệu quả. Mình phải bấm vào mình xem. Mình chạy lượt tương tác này. Tiếp theo này. Mình chạy ứng dụng nhắn tin này. Thấy chưa? Mình xem mình cài đặt như thế nào này. Target như thế nào, độ tuổi như thế nào này. Thấy chưa? Đấy, ví dụ là xem một cái thôi. Đấy, 26 đến 50 này, cài đặt như thế này, loại trừ này, mỗi thế thôi. Ngày xưa xem bài mình chạy như nào này. Còn lại cao như thế. Đấy, ngày xưa tôi chạy cái video khách cầm nhựa chạy xe Z mướt 30 km đến để làm. Và chúng ta xem ngày xưa bài ngày xưa chạy như thế nào. Đấy, đây là cái bài ngày xưa bạn ấy chạy. Từ từ. Đây bài ngày xưa chạy đây. Tôi cầm dừng lên mấy cây ấy. 30 cây ạ. 30 cây. Dạ. Chạy xe máy ạ. À trời nhé, không hiểu gì cả. Không hiểu gì cả. Tôi cầm dừng lên mấy cây ấy. 30 cây ạ. 30 cây. Đây chạy video dạng feedback. Đúng không? Đây là bán cái gì? Đây là spa. Đây là dạng feedback. Còn bây giờ. Rồi để em xem nó cho. Còn bây giờ em chạy không hiệu quả. Đấy. 200.000 một mét. Để bây giờ thì mình xem nó là cái video gì, hay nó là cái bài gì. Mà bây giờ nó lại không hiệu quả thì mình phải lấy kết quả của ngày xưa, sau vẫn là bài đấy. Vẫn bài đấy thì phải chơi feedback khác. Vẫn là feedback nhưng bây giờ feedback của thằng khác. Từ ngày xưa bây giờ là nó nhìn cái feedback của con này đến tận 15 lần rồi. Hiểu chưa? Tại vì mình thấy nó hiệu quả cho nên mình cứ xào đi xào lại. Xào đi xào lại nhưng mà nó là 15 lần rồi. 15 lần rồi. Đấy chưa? Thì bây giờ sao đi sao lại là sao đi sao lại cái feedback. Tức là dạng feedback. Còn cái feedback này là khách hàng nhìn thấy 15 lần rồi nên là CTR nó tụt xuống. Thế thì ngày xưa với ngày nay chỉ đơn giản là cái tần suất nó bị xuống. À quên, nó phi lên. Hiểu chưa? Thì lúc này phải chơi các dạng video khác. Tiếp theo tài khoản khác đúng không? Tài khoản nào nhỉ? Đây đang sửa bài này. Tài khoản nào? Tài khoản nào? Anh Master. Anh Master. Đây đây. Cái tài khoản kia, một là lệnh múi giờ, hai là khách hàng nhìn thấy quảng cáo là 15 lần. Thì việc của mình nếu vẫn muốn chạy tài khoản kia thì bây giờ chúng ta phải chơi dạng feedback của con khác. Không có thì đi thuê. Được chưa? Nhóm thuê là nhóm casting diễn viên đấy, đầy nhóm. Người xem đến 15 lần rồi. Tức là cái tỷ lệ mà người ta xem đến 15 lần rồi. Người lọc. Nói chuyện thôi nhỉ. Đây, ngày xưa này, giá mét rẻ không? À, còn bây giờ này đấy. Cái này mới chạy, cái bài Dương Nguyễn này cũng mới chạy đâu một tuần đấy thầy. Ừ. Thì đây cái CTR nó đẹp đẹp như này, là tin nhắn lại đẹp đẹp như này này này. Thì cái này đi tắt đi làm gì? Tại vì cái tài khoản này hết ngân sách rồi thành ra đóng lại. Đóng cái kia nó hợp lý hơn. Cái kia 100.000, 300.000 trên một tin nhắn thì đi để. Mà cái này 35.000 trên một tin nhắn. Cái này là em đang chạy giúp cho ông anh. Về tóc. Đúng khách lắm á. À cũng là salon. Salon tóc. Vừa chạy cho mình rồi vừa chạy cho người. Xem rồi. Cũng video kiểu TikTok hả? Cái khoản kia là nếu có thể xem nhau nhỉ. No hiện khả năng hiện được. Tài khoản quảng cáo. Nó bị sai buổi giờ là một, với thứ hai lại là mày đây. Còn nó bị lặp. Đây CTR của những cái bài này thấp quá. Vâng. Nói chung là hôm bữa em thực hành đấy. Hôm bữa 13 thực hành đấy. Nhưng mà thấp quá. Tắt đi là đúng rồi. Cái này tắt đi đúng rồi. Bởi CTR nó thấp quá. Giá mét là 90.000. Mình chấp nhận được thì mình chạy. Còn không chấp nhận được thì mình phải tắt. Đấy chưa? Thì đây chỉ là video TikTok thôi. Nó chưa tạo ra cái nhu cầu để mà người ta mua. Có video feedback kia thì nó xử lý được các vấn đề như là có đau hay không, có rát hay không, có để sẹo hay không, làm sao có ưng hay không. Đây con này cũng nhìn thấy là hơn 5 lần. 5 lần gì đấy. Nói chung là hai con thì như nhau. Đều bị gặp cái tần suất quảng cáo nhiều.
có chăng con này thì xem nào, con này có chăng xem nào là tài khoản của múi giờ gì. Múi giờ đây, múi giờ Hồ Chí Minh này thì nó phân phối đúng. Thế thì nếu mà đưa ra lời khuyên cho anh ấy, thì con tài khoản mà đang 16 lần lặp lại rồi đấy, thì con tài khoản đấy vẫn có thể chạy, nhưng chạy một content khác, dạng feedback, mình dùng content hoặc khác, dạng chuyên gia, hoặc dạng cho đi, hoặc dạng review, rất nhiều dạng mà chúng ta đã học ở trong level 1 thì vẫn có thể chạy lại, được chưa? Nếu không muốn bỏ con đấy, à, xem con đấy là ngưỡng bao bây nhiêu. Giờ nó có ảnh hưởng gì không? Bỏ chả ảnh hưởng gì cả, bởi cửa hàng của mình nó là cửa hàng, nó không phải là, không phải cái pet chết thì vẫn còn cửa hàng cơ mà. Bây giờ cái chết cái pet, cái tài khoản quảng cáo thì cửa hàng mình vẫn sống mà. Mình lập ra cái pet khác, cái tài khoản khác mình lại chạy được như bình thường, có cái gì đâu. Vì anh thích bỏ thì bỏ, không bỏ thì thôi. Nhưng mà đại loại là phải bỏ cái bài viết kia không chạy nữa. Nó lặp lại quá nhiều lần với khách hàng mình rồi. Thì mình chỉ dụng cái dạng sử dụng cái feedback mình quay thêm các dạng tiếp theo. Được chưa? Làm bây giờ cả. Bây giờ muốn được cách là lập hóa đơn chứ nhỉ? Nó là lập hóa đơn chứ không phải là cái ấy chứ. Cái bài hát hiện trên một khách hàng hiện tại. Ui giời. Ngoan quá. Còn này là xuất khẩu từ đâu rồi? Cũng vì cái ngưỡng này cho nên là chưa muốn bỏ đây. Không phải mà bị lim ngưỡng mà cứ auto lên xong lại xuống, lên xong lại xuống. Tức là mắc ping là 20 triệu thôi. Anh hiểu không? Không lên được nữa. Anh hiểu từ không lên được nữa. Tức là con này chỉ được 20 triệu thôi. Đấy, nhìn thấy chưa? Cứ lên xong lại xuống, cứ lên xong lại xuống. Chỉ cần thanh toán chậm thôi lại tụt ngưỡng tiếp. Đấy đấy, nhìn thấy chưa? 2, 4 triệu, 5 triệu, 9 triệu, 14 triệu này. Cái này là thẻ khác. Cái thẻ nó không liên quan nhỉ? Thẻ chả liên quan gì cả. Nó liên quan đến tài khoản, ngưỡng của tài khoản mà. Đây, nó đi từ các ngưỡng nhỏ nhất đây này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đây là 14 triệu đúng không? Đây đây, thanh toán chậm phát này. Về luôn 25.000 luôn. Đây, thanh toán không thành công một lần này, thanh toán thành công không hai lần này. Nguyên nhân thì sao mà nó không thể qua được 20 thôi? Thì thanh toán đầy đủ thì nó lại lên. Nhưng mà lên xong mà lại không thanh toán thành công thì nó lại tốt. Hiểu 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 chứ anh? Đây cái ngưỡng 14 triệu nhá. Nếu anh thanh toán thành công thì khả năng nó lên là 20 triệu này. Đây là lên 20 triệu nhá. Đấy. Nhưng mà thanh toán thành công 20 triệu xong thì khả năng nó lại tụt về cái ngưỡng này. 500.000. Cái ngưỡng cao và cái ngưỡng thấp thì nó có ảnh hưởng gì không đến chất lượng? Ngưỡng là ngưỡng nợ, chả liên quan gì đến chất lượng. Chất lượng ở đây là target và content. Chủ yếu của anh là quánh về phần content. Nhưng ở đây con tài khoản này thì em khuyên anh nên nghỉ. Nên gì? Nên để hay nên hủy? Nên nghỉ. Nên nghỉ. Cho xuất khẩu lao động đi. Bởi vì đây, trong cái lịch sử của anh thanh toán chậm phát, đang 14 triệu, tụt mẹ nó về 47.000 luôn còn gì. Thì tức là nếu anh tiếp tục thanh toán 20 triệu tiếp thì một nó tụt về 2, à, về 47.000, tức là tiêu đến 47.000 thì lại phải thanh toán thêm một lần nữa. Xong lại lâng dần lên lại đến 20 triệu xong lại tụt về. Nếu mà mình xuất khẩu cái con này mà thì cái pet nó có bị ảnh hưởng hoặc là bị gì không? Bị chết không? Chỉ là con tài khoản này không dùng thôi. Nhưng mà cái pet có con tài khoản này không dùng thôi, còn các tài khoản khác vẫn dùng như bình thường. Cái pet ấy, cái trang pet nó có bị làm sao không? Pet không bị làm sao? Vâng. Đây là tài khoản mà, pet có bị làm sao đâu. Pet không bị làm sao, mà kể cả pet bị làm sao thì mình lập pet mới, mình chiến tiếp. Hiểu không anh? Thầy thử xem hộ cái pet, xem là cái pet này nó có chuẩn SEO không, hoặc là nó có pet thì không cần chuẩn SEO, chuẩn SUM gì cả. SEO là để khách hàng tìm kiếm. Tại vì bọn em kinh doanh nó cũng dựa vào thương hiệu nữa mà. Thương hiệu thì là thương hiệu thôi, thương hiệu cá nhân khu vực. Còn pet không cần chuẩn SEO, anh hiểu không? Pet không cần chuẩn SEO. SEO là gì? SEO là tìm kiếm dựa vào từ khóa. Thế xung quanh mình nó có tìm mình không? Đúng không? Pet thì chả bị gặp vấn đề gì cả. Tất cả thể loại pet này cứ đặt là Minh Tuyết thôi. Pet Minh Tuyết này bị chết thì lập ra Minh Tuyết khác. Minh Tuyết khác chết thì lập ra Thẩm Mỹ Viện Minh Tuyết. Thẩm Mỹ Viện Minh Tuyết chết thì Thẩm Mỹ Viện Minh Tuyết A, B, C. Hiểu chưa? Nên là không sợ cái vấn đề này nhá. Ở trong này thì có một con tài khoản bị chậm thanh toán thì nên nó đã bị vội hóa ở đây đi. Con này là cũng có dấu hiệu là quên, chưa thanh toán, nhưng mà quên được cái ngưỡng rất nhỏ. Nhưng mà pet có bị làm sao đâu, việc có bị làm sao đâu. Hiểu chưa? Vâng.
chả biết làm sao cả. Thì cái việc mình quên, mình phải quên những cái con mà nó to to chứ. Những con nhỏ nhỏ thì quên làm gì. Xem mà con kia nhỏ nhỏ là bao nhiêu tiền đấy. 3 cái triệu đang chạy cho hai salon gì đấy. Con 3 triệu đang chạy cho hair salon. Không để xem, để mình xem cái ngưỡng. Sử dụng thẻ tín dụng vay bằng uy tín của mình thì đương nhiên nó sẽ truy thu của mình. Còn sử dụng bằng thẻ master, tức là có tiền vào thì mới phải thanh toán, thì nợ đấy là nợ nợ mồm, nợ hơi, thì nó không ảnh hưởng gì cả. Thẻ, đại loại là thẻ có tiền thì mới được tiêu. Còn nợ ở đây là Facebook nó cho mình nợ do quá trình mình thanh toán rất đầy đủ, nên nó tự cho mình nợ, nó tự nguyện cho mình nợ, hiểu đoạn này không? Còn thẻ mà được nợ bằng tiền của ngân hàng ấy thì phải trả thôi. Đây con này thì để đi, con này thì nên thanh toán này, để nó lên được cái ngưỡng tiếp theo là 5 triệu rưỡi này. Và khi đến được cái ngưỡng là 20 triệu này thì lại quên tiếp này, hiểu chưa? Đó. Con kia thì nên thanh, con kia thì nên nên tiêu gần đến 19 triệu là thôi nghỉ luôn, được chưa? Con này thì thôi, có thể lấy con này để mà chạy, con này ổn, được chưa? Đây này, nên được 5 triệu này, nhưng mà quên không thanh toán phát thì nó lại về về ngưỡng ban đầu, nó có thể về ngưỡng ban đầu. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, nên được 5 triệu này, quên phát về 3 triệu luôn, hiểu chưa? Nó tụt ngưỡng ấy. Con này thì vẫn đang 5 triệu, nhưng mà tại vì đến ngày thanh toán là 3 triệu mấy rồi, nó quá ngày rồi đấy. À quá ngày, ok, hiểu rồi. Ngưỡng con này là 5 triệu, lên được tiếp thì lên 9 triệu, phải 7 triệu gì đấy. Từ 9 triệu lên 14 triệu, 14 triệu lên 20 triệu, 20 triệu là kịch sàn, không lên được nữa. À, thầy gom mọi thứ vào trong một cái BM giúp em được không? Mấy cái tài khoản này vào trong cái BM Thanh Tú đấy được không? Đây nó nằm trong BM Thanh Tú đi. Nó vào hết chưa? Vào hết rồi, đây đi. Nó nằm trong cái biểu tượng của Thanh Tú này. Còn cái này mát là cá nhân này. Là tài khoản cá nhân nó không vào được mà doanh nghiệp à? Tài khoản cá nhân có vào được doanh nghiệp luôn, nếu mình share nó vào. Nhưng không cần phải cho nó vào, vào làm gì? Vào làm gì đâu. Trong Thanh Tú này, có rồi. Còn con Mắc Pinh là 20 triệu. Còn nếu mà trên được 20 triệu thì là VIP rồi. Nhưng mà thường thường chả đi VIP đâu. Ở Việt Nam hay ở cái ngưỡng 20 triệu là đã nghỉ rồi. Thì là Facebook thường chỉ cho ngưỡng 20 triệu là phù hợp thôi. Đấy, một là với các dạng content khác đi. Đừng có chạy content như thế kia nữa. Nó lặp lại kinh khóa rồi. Hai là con tài khoản kia thì có thể xem xét tới việc là ngừng, nghỉ. Chơi tài khoản khác, 20 triệu cũng mà buộc đầy tài khoản. Thì hiểu chưa? Pết thì chưa gặp vấn đề gì cả. Ngay cả việc con kia đang ăn ngưỡng có 3 triệu 3 đúng không? Pết có đã bị làm sao đâu. Anh hiểu chưa anh? Vâng. Cảm ơn thầy. Vâng, xong rồi anh nhé.